Hôm nay, học sinh bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn tỉnh đã trở lại học tập sau kỳ nghỉ lễ dài ngày. Để phòng chống dịch bệnh lây lan, các trường học đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trước khi học sinh trở lại trường học sau kỳ nghỉ lễ, các trường học đã chủ động thông báo tới học sinh và gia đình theo dõi tình hình sức khỏe, nếu có những biểu hiện của bệnh thì không tới trường, chủ động test COVID-19 và thông báo lại cho giáo viên chủ nhiệm, đồng thời yêu cầu khi tới trường, học sinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo khuyến nghị của ngành y tế. Trong đó, đội ngũ giáo viên là lực lượng nòng cốt tuyên truyền, giám sát và nhắc nhở các em. Giáo viên chủ nhiệm cùng toàn thể các thầy cô thì đã quán triệt với học sinh về việc tuân thủ 2K cũng như là đảm bảo vệ sinh, mở cửa thông thoáng các phòng học rồi đeo khẩu trang 100% trong cái quá trình học tập để mà phòng dịch Covid. Ngoài ra, các nhà trường cũng chuẩn bị đầy đủ các vật tư y tế như khẩu trang, nước khử khuẩn, xà phòng và xây dựng phương án ứng phó khi có nhiều học sinh nhiễm bệnh. Nhiều nhà trường đã khẩn trương tổ chức thi học kỳ để đảm bảo các nhiệm vụ năm học.